Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Vâng, và quý vị và các bạn thân mến, đêm thi ngày hôm nay sẽ là đêm bán kết, nên vì vậy là Duy Khánh rất là mong là các bạn thí sinh của chúng ta sẽ cố gắng thật tốt và hết khả năng của mình để có được những cái màn biểu diễn thật trọn vẹn để gửi đến phía giám khảo cũng như là tất cả quý vị và các bạn khán giả nha. Và ngay sau đây sẽ là thành phần ban giám khảo. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho giám khảo ca sĩ Mỹ Linh. Giám khảo MC diễn viên Đại Nghĩa. Và giám khảo khách mời diễn viên Hồng Ánh. Dạ, em xin chào chị Hồng Ánh ạ. Vâng, ngày hôm nay là lần thứ hai chị quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới, thì không biết là cảm xúc của chị nó có khác gì so với lần đầu hay không ạ? Khác nhiều lắm chứ, bởi vì đêm hôm nay là đêm bán kết, mà những cái gì mà liên quan tới thi á, mà càng đi vào những cái vòng trong á, là hứa hẹn nó nhiều kịch tính, nó nhiều hấp dẫn. Cho nên ngày hôm nay không chỉ với tư cách là giám khảo khách mời đâu, mà Hồng Ánh muốn xem phần thi của tất cả các bạn thí sinh với tư cách là một khán giả rất là yêu mến chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới nữa. Cảm ơn chị Hồng Ánh rất nhiều. Còn không biết là chị Mỹ Linh cũng như là anh Đại Nghĩa đang mong chờ điều gì trong đêm bán kết ngày hôm nay từ phía các bạn thí sinh ạ? Mấy hôm nay tôi cứ bị quẩn quanh trong đầu cái ý nghĩ rằng là vậy là đã đến bán kết rồi, và trong cái buổi bán kết ngày hôm nay là sẽ có hai người bị loại, và tôi thực lòng là tôi không biết ai mà có thể vào cái danh sách bị loại, vì ai cũng hay á, càng vào trong họ càng hay. Thành ra là hôm nay bất cứ ai mà bị loại cũng đều sẽ là một bất ngờ lớn đối với giám khảo Mỹ Linh, và đang rất là trông đợi năm tiết mục ngày hôm nay để xem ai sẽ thực sự bước lên vòng chung kết để bước lên bục chiến thắng. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Anh cũng có cái cảm giác giống như chị Mỹ Linh vậy đó. Khi mình nhìn là cái danh sách các bạn tham gia cái vòng bán kết đêm nay, mình cứ nghĩ bụng, ủa với năm cái con người này thì bây giờ sẽ phải loại ai đây, khi mà họ đang cố gắng từng ngày đóng góp cho chương trình những tiết mục rất là hay. Nếu như bây giờ mình đặt bút xuống cho một số điểm nào đó mà lỡ như số điểm đó lại là số điểm để bạn ấy phải rời khỏi cuộc chơi, thì bản thân mình cảm giác rất là áy náy. Nhưng mà cái việc mình làm thì mình vẫn phải làm một cách công tâm thôi. Cho nên anh mong rằng tất cả các bạn sẽ cố gắng hết sức có thể, để cho dù mình có phải ra đi đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ phải để lại một ấn tượng thật đẹp với khán giả trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Vâng ạ, cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Hứa hẹn đêm thi ngày hôm nay sẽ rất là máu lửa. Chúc các bạn may mắn. Và ngay sau đây sẽ là thí sinh đầu tiên, Phạm Việt Thắng, xin mời. Wow, trời ơi, mới vô một cái là cảm thấy tinh thần rất là tự tin và thoải mái. Tuần này mình sẽ hóa thân thành chú Elvis Phương ạ. Được không? Về giọng hát thì em có phần nào có thể trả được, nhưng về cái thần thái của chú thì em đang gặp rất nhiều khó khăn. Kể cả tay chân như thế nào, nhịp như thế nào, đúng không? Bây giờ chúng ta xem quá trình tập luyện của Phạm Việt Thắng để hiểu hơn về bạn ấy nhé. Mình có định độn người không? Em nghĩ là có chứ, phải độn chứ. Phải độn chứ, đúng không? Độn ít nhiều gì cũng phải độn để có thể là nhìn vô một cái về cái nhân dáng thì nó sẽ giống với lại chú Elvis Phương nhá. Thì đang hơi gầy hơn. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn Khánh rất nhiều. Vâng, chúc Phạm Việt Thắng may mắn và tỏa sáng khi hóa thân thành chú Elvis Phương nhá. Xin mời. Tôi muốn cười vào những khoe khoang.
Vui muôn khóc cho đời điêu tàn. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, vẫn cứ tin yêu hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vẫn tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, trao nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện bất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong, như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng heo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa chờ vơ đắm trong mơ. Sao đêm thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Thương nhau, thương nhau, thương nhau. Cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Và đó là Phạm Việt Thắng. Ngay sau đây sẽ là phần đánh giá đến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Cái bài hát vừa rồi ạ, đáng lẽ là em sẽ phải cần hát để nó mạnh mẽ lên, đúng cái kiểu của anh em Vít Phương. Dạ. Như nào nhờ? Như mưa ngày nào, chắc cái nốt nó sâu chắc đêm, ta đo đo đo, đúng không? Dạ, thì đúng. Anh Phương là, đặc biệt là cái nhấn của anh ấy rất dạ là khác biệt, rất là Elvis Phương. Dạ vâng ạ. Thì là hôm nay Phạm Việt Thắng vẫn là Phạm Việt Thắng, chưa thấy có cái nhấn của anh Elvis Phương. Với lại anh Elvis Phương ở ngoài là có mập tròn hơn xíu nhỉ. Tròn tròn hơn thì chắc là phải mặc đội một tí. À, nhưng mà chị nghĩ rằng là đấy chỉ là những cái chi tiết mà chị soi ra thì thấy. Còn thì nó vẫn là một cái tiết mục hoàn chỉnh và hợp lý, cũng ấm áp vui tươi cho một tiết mục mở màn của đêm gương mặt thân quen thế hệ mới, đêm bán kết. Và chị chúc mừng em. Nếu như bây giờ mà Thắng hát lại, thử lại một vài câu. Đúng đi rồi. Và em phải nhớ rằng là những cái từ mà chú Elvis Phương chú nhấn ra, chú phát ra đó, nó gọn, nó chắc lắm. Đặc biệt là những cái từ cuối á, tôi muốn mình về với thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tức là chú ngắt 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 rất là chặt. Hoặc là ở cái bài sau cũng vậy. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lập đó. Tức là cái cách chú hát như vậy đó. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn mình là nhánh có cây, vui trong gió và không yêu phiền. Bạn yêu ơi, hãy cứ yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Dù đời ta không ai, hãy vẫn tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Đó, nghe cái chữ dối, cái cách chú hát không có kéo dài dù không dung, không dung, không có phải như vậy. Dù đời
chỉ yêu gian dối, dối chú đời cây đắng như vôi. Hiền quá, vẫn hiền lắm. Hiền lắm, hiền lắm. Ở đây thì cái giọng của Thắng nó hơi bị bên trong một chút. Nó chưa có thoát, nó chưa có sáng, nó chưa có vang. Cho nên mình chưa nghe ra được cái âm sắc của chú Elvis Phương. Và cái quan trọng là cái cách nhấn nhá, cái cách nhả chữ của chú. Thì hình như Thắng cũng chưa có nắm được cái tinh thần đó. Là chắc, nhanh, nhịp, khỏe. Thì hơi thiếu một chút so với cái bài hát ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh và giám khảo Đại Nghĩa ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Ánh. Và có lẽ là cũng liên quan đến cái cách nhả chữ, cái cách nhấn nhá trong cái phần thể hiện vừa rồi mà em hóa thân vào chú Elvis Phương. Thì nó cũng liên quan tới cách diễn. Chính vì nhấn nhá nó gọn, nó mạnh. Cho nên là em thấy cái phong thái của chú, tay chú giật giật kìa là chân nhịp cũng giật giật vậy nè. Và chú có một cái cách mà nó vừa dễ thương, nó vừa từng trải, và nó cũng là một cái tính cách khiến cho những ai hâm mộ Elvis Phương người ta nhớ là chú có cái bỏ mi á. Thì nó phải có cái lực và cái nhấn liên quan tới cách hát thì nó mới kèm theo cái diễn đó. Thì đó là về cái hóa thân. Và có một cái điều Hồng Ánh cũng hơi tiếc, mà cái này Phạm Vi Thắng cũng không thể làm khác hơn được, bởi vì bạn hơi gầy quá so với chú. Bạn bước ra là mình có cảm giác là bạn giống chú Tuấn Ngọc nhiều hơn ạ. Đúng rồi, giống chú Tuấn Ngọc nhiều hơn. Bởi vì cái phong cách bạn hơi gầy, giống như mình độn người tròn tròn lên chút xíu, ăn uống cho nó mập lên chút xíu. Dạ vâng ạ. Thì em cũng xin chia sẻ thật là thực ra là em cũng có độn một xíu thôi. Ôi, nhưng mà có độn rồi đó hả? Có độn rồi đó. Nhưng mà chắc độn chưa đủ á chị. Nếu như mà nghĩa là người đóng vai chú Elvis Phương chắc khỏi độn ha. Đúng rồi, khỏi độn, để y vậy thôi. Còn phải bóp lại bóp nữa đó. Em anh tự nhiên chợt nghĩ ra thế này là bởi vì do mình hát tới hai bài, thành ra là nhiều khi nó lòi ra rất là nhiều những cái nhược điểm mà mình còn thiếu sót á. Tại sao mình không chọn một bài thôi, hoặc là một cái bài mà nó cũng rất là quen thuộc với chú Elvis Phương, đó là cái bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Cái bài đó chú vừa hát mà chú vừa có huýt sáo nữa. Thì cái đoạn mà huýt sáo là cái đoạn mà ghi vô dấu ấn trong lòng khán giả biết bao nhiêu năm nay. Phải chi dù mình chọn cái bài đó, mình có một cái đoạn huýt sáo nữa thì nó tuyệt vời luôn á. Tại vì em thấy mashup này em làm em thấy là cái hình ảnh mới nhất của chú. Ừ, đúng rồi. Và có thật vẻ là em cũng hơi tham cái chọn bài nên là em chọn 3 bài. Ok, không sao cả. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Vâng ạ, cảm ơn giám khảo rất là nhiều ạ. Một chiếc tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Xin mời. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay sau đây sẽ là Kara khi hóa thân thành nữ ca sĩ Tóc Tiên. Xin mời. Wow, ngày hôm nay là wet hair don't care đúng không? Dirty hair. Dirty hair hả? Vừa quá đó, cái xong rồi bớt bát quá. Không sao hết nhưng mà vẫn xinh đẹp, vâng, rất xinh đẹp nha. Và đến với đêm thi bán kết ngày hôm nay thì Kara có lợi thế là cái gương mặt rất là cá tính giống chị Tiên nè, rồi xinh đẹp giống chị Tiên nữa, mà còn nhảy giỏi nữa. Vâng. Vậy thì rõ ràng đây là một tiết mục không có quá khó với lại Kara rồi. Không, rất khó ạ. Vậy hả? Tại vì phải hát liên khúc đến 3 bài lận. Bài đầu tiên sẽ là ballad, xong hai bài sau vừa nhảy vừa hát. Trời ơi, áp lực quá vậy. Đó. Có phải thay đồ liên tục không? Một hai bộ ạ, nhưng mà chủ yếu là khoác áo khoác thật to xong rồi lột ra. Nói chung là đầu tư rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình xem thử coi là bữa giờ Kara Phương đã tập luyện như thế nào các bạn nhé. Xin mời. Bây giờ chuẩn bị bước lên sân khấu Gương Mặt Thân Quen rồi, mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại Kara Phương khi hóa thân thành nữ ca sĩ Tóc Tiên. Xin mời. Wow. Giống hả? À?
phải sống sao, sống bên những sai lầm của anh. Mà tại sao từ trong tâm trí em giọng mà cứ bảo em phải ra đi, chọn con tim hay lắng nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phố xây biệt ly. Dòng lệ hai bờ mi, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để yêu anh, để bên anh phải không? Chọn con tim hay lắng nghe lý trí, hay quá. Chọn yêu anh hay chọn phố xây biệt ly. Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra trước khi đã qua muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Bà quá. Mặc dù hoạt hình với trong tim mình dường như cả hai còn yêu, còn cần bên nhau, cần quan tâm nhau dài lâu. Gentlemen, welcome to ZMTQ 2020. Lung linh trong đêm như vì sao trời, là ánh mắt đó như đang gọi mời. Từng phút trong môi sao không nên lời, khi người bước tới bên em sẽ tìm mới. Là ai ai mang theo bao nhiêu nồng say, trong vòng tay trao cho em bao nhiêu ngất ngây, để con tim em giờ đây yêu anh quên hết tháng ngày, tâm trí em như phút bay quên được bên anh mãi. Anh là ai, anh là ai, anh là ai mà lòng em mong manh thao thức đến bao đêm. Anh là ai, anh là ai, anh là ai, anh là ai người vừa đi chưa cho em kịp biết tên. Mong một mai được gặp lại, là anh đây con tim em bất nhà màu. Anh là ai, anh là ai, anh là ai, anh là ai mà cho em bao say đắm nhà màu. I'm in love. You make me crazy, L-O-V-E, that's what you make me happy. L-O-V-E, that's what you make me crazy. L-O-V-E, I'm in love. Sinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ anh, nắng đậm tràn lung linh đẹp xinh, và hãy hát say sưa cùng tôi như
touch my body. Don't you dare. Đầu tiên thì chúc mừng Cara. Và hơn hết có một thông tin mà Duy Khánh muốn chia sẻ với lại phía ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả. Thì Vũ Đoàn ngày hôm nay nhảy cho Cara trong cái tiết mục mashup 3 bài này cũng là Vũ Đoàn nhảy trong clip gốc với chị Tóc Tiên luôn. Hèn chi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời anh. Trong lúc mà nãy Cara đang nhảy, đang diễn là bà Hồng Mánh không dưới 3 lần cứ quay qua. Hay quá. Một cái câu tiếp. Hay quá. Mà bà nũng nịu với mình vậy đó. Ủa bé Cara nó hay tự nhiên quay qua nũng nịu tôi chi vậy? Tức nghĩa là không biết cái một cái phản ứng nào để mà cho nó xứng đáng với cái tiết mục vừa rồi á. Thiệt luôn á, để tìm cái sự đồng cảm á. Cái mặt y chang vậy nè, cái mặt đó. Hay quá. Mà cái mặt tội á, cái mặt tội á. Mà thiệt, tức là nãy giờ anh không có cảm giác là mình đang coi một cái phần thi, mà cảm giác là mình đang coi một cái phần trình diễn chuyên nghiệp. Trên sân khấu này nó hoàn hảo từ đầu đến đuôi, nó không có cái gì chê hết trơn trọi á. Thật ra để bắt chước giọng Tóc Tiên không dễ nha. Em có thể bắt chước về nhảy, về trang phục này kia mọi cái, thậm chí là thần thái trên gương mặt bắt chước được. Nhưng để bắt chước cái giọng Tóc Tiên là một điều khó. Bởi vì giọng của Tóc Tiên á là một cái giọng của dòng nhạc trẻ trung, dễ nghe. Chứ giọng của Tóc Tiên không phải là một cái giọng hát mà nó có một cái âm sắc quá đặc biệt để mình có thể mình bắt chước. Nhưng mà nãy anh nghe rất kỹ thì cái cách mà Cara mở khẩu hình á, những cái âm cuối mà Cara phát ra nó sáng và nó ra đúng cái màu của Tóc Tiên. Ví dụ như cái bài đầu tiên nè, cái chữ biệt ly á, trong cái câu nào đó anh quên rồi, là nghe cái chữ biệt ly nó y xì Tóc Tiên luôn. Rồi cái bài sau, anh là ai, cái chữ ai cuối cùng em mở cái khẩu hình, cái vòm ra để cái âm thanh nó phát ra nó rất là giống với cái giọng của Tóc Tiên luôn. Còn về vũ đạo thì anh nghĩ rằng nó nằm trong khả năng của em. Về diễn xuất, về thần thái, em giả đàn ông, em giả Sơn Tùng còn giống mà nói chim giả Tóc Tiên, đúng không? Dạ, à, cho nên ngày hôm nay thật sự là anh cảm giác rất là đã khi mà xem Cara trong cái tiết mục này 3 bài liên tục với nhau mà gần như không thấy em mệt. Em có lén em mệt không Cara? Bây giờ mới lén mệt đấy ạ. Không, bây giờ là mệt nó lộ ra ngoài, đúng không? Mệt công khai luôn, đúng rồi, đừng có lén nữa. Chứ còn hồi nãy là gần như không có thấy lúc nào mà Cara tỏ ra mệt mỏi hết. Từ bài thứ nhất qua bài thứ hai, bài thứ nhất là còn đứng êm dịu nhẹ nhẹ hát ha, qua bài thứ hai là nhảy rồi, qua bài thứ ba là nhảy đùng đùng đùng, nhảy đỉnh điểm, nhảy cao trào luôn mà vẫn giữ được cái sức của mình, thì chứng tỏ ở em là có cái bản lĩnh của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, biết phân bố sức của mình đều đặn qua từng tiết mục thi để giữ được cột hơi, giữ được giọng hát, không có chênh phô một chỗ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Và ngay sau đây sẽ là giám khảo Mỹ Linh. Tôi nói rất là ngắn gọn, đây là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Điều thứ hai đó là tôi muốn được gặp lại bạn ở trong đêm chung kết. Bạn rất là xứng đáng. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Và cuối cùng là giám khảo Hồng Ánh, xin mời nè, chị. Nãy thay vì quay qua tôi cứ giỏi quá, giỏi quá, hay quá, giờ nói thẳng với người ta. Sở dĩ mà Hồng Ánh có cái biểu cảm đó là bởi vì mình không có tìm được cái từ nào để thể hiện cái sự hấp dẫn trong cái tiết mục vừa rồi của em. Mình muốn là trên bàn nó có bao nhiêu cái bảng là mình muốn gom lên, mình dơ lên hết đó. Thật sự luôn. Nếu như cái lần trước Hồng Ánh đã có một cái cơ duyên để mà ngồi vào giám khảo thì mình đã xem được cái phần của bạn là bạn thể hiện diễn viên Hài Thúy Nga, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có thể là cái phần diễn xuất rất là tốt nhưng mà nó là cái gì, nó không phải là thế mạnh của Cara. Dạ. Nhưng ở đây bạn giống như là cá gặp nước vậy đó. Mà Hồng Ánh thấy nha, đây là một phiên bản Tóc Tiên hoàn hảo và xuất sắc. Thậm chí là có những cái nét sexy và khiêu gợi mà nó hợp với cái gu của Ánh hơn nữa. Dạ. Hồi nãy ở ngoài á, một số bạn phóng viên có hỏi Hồng Ánh mình ấn tượng với các thí sinh nào, nhắc một tên một bạn nữa và trong đó có bạn. Dạ. Cũng như Mỹ Linh, mình sẽ rất là buồn và thể hiện đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao không được vô vậy? Nếu như bạn không vào vòng chung kết, chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Hồng Ánh rất nhiều ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho Cara Phương.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, xin mời bạn về chỗ. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần hóa thân của Linh Ly. Các bạn đã sẵn sàng để gặp Linh Ly chưa nào? Linh Ly thân mến, tuần này bạn sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Phương. Cảm xúc của bạn như thế nào? Thực sự thì khi mà rơi vào chị Thu Phương thì anh cảm thấy là hơi sợ một chút, vì là giọng chị cũng khá là đặc trưng. Và Linh không biết Linh có làm được không? Và đặc biệt là giọng chị Thu Phương cực kỳ nội lực. Đúng, chính xác. Thì không biết là bữa giờ Linh Ly đã tập luyện có gặp nhiều trắc trở và gian nan không? Thì cũng có đấy, bởi vì là bình thường mình không hát như thế. Ừ. Mà khi mà tập của chị Thu Phương mình lại phải gồng lên một chút, cái giọng mình lại miêu tả sao nhỉ? Phải ồ lên một chút nữa để cho nó có cái độ dày nữa. Đúng rồi, độ dày của giọng. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là Ly đã tập luyện như thế nào khi hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Phương các bạn nhé. Nhưng mà mình có định độn người không? Tại vì Linh Ly thì nhìn rất là mảnh khảnh hơn so với chị Thu Phương. Tại vì là trong clip á, thì chị Thu Phương lúc đó là chị mặc áo rất là sexy đậm. À, nên cũng khó mà độn đúng không? À, nếu mà Linh mà độn thì không thể nào mà độn được. Ừ. Nó sẽ bị lộ rất là nhiều, ừ. Sẽ không đẹp. Không sao cả, quan trọng là mình giữ được đúng tinh thần của bài hát nè. Và những cái cử chỉ biểu cảm của chị đúng Thu rồi. Phương. Và để nhìn lên một cái là giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả, đây là chị Thu Phương trên sân khấu gương mặt thân quen nhá. Cố gắng lên. Yeah. Chúc Linh Ly thành công. Ok. Vâng, okay. Xin mời Linh Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Linh Ly khi hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Phương. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lãng dần, những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi trong cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi trong cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn
muôn vạn hoa, đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Chơi trong cơn mơ dòng sông trói trang, chơi trong cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Đã khép buồn cơn từ hôm dòng sông rủ mình, quên được không những điều đã bao giờ qua, quên được mỗi sáng mùa đông nhìn xa ngày xuống xa về, quên được không những điều ta chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Ta chưa bao giờ. Cảm ơn các bạn Vũ Công rất nhiều ạ. Và đó là Linh Ly khi hóa thân thành được ca sĩ Thu Phương. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành xong tiết mục của mình. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh ạ. Hôm nay cái phần khuôn mặt và vóc dáng của bạn rất là giống với chị Thu Phương. Đấy là cái điểm cộng cho bạn. Tuy nhiên là cái phần hát ý, nếu mà nó lại được giống như là cái vóc dáng của bạn và cái khuôn mặt của bạn khi bắt chước chị Thu Phương thì có lẽ là hôm nay bạn sẽ được điểm rất là cao. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là cái phần hát này bạn chưa được thực sự nghiên cứu kỹ cái cách hát của chị Phương. Chị Phương hát thì thường các nguyên âm của chị mở rất là rộng, vì chị là người được đào tạo thanh nhạc mà. Cái thứ hai là khi chị hát thì chị rất là nữ tính và rào rạt, nên là các cái phụ âm của chị bao giờ nó cũng ngưng lại một tí rồi nó mới ra. Một cách giống như là thủ thỉ tâm tình đấy chị. Kiểu hay than khóc ấy, dạ. Kiểu như là có diễn xuất trong cái giọng hát của mình đấy. Nhưng mà cái phụ âm của chị bao giờ nó cũng ngưng rồi nó mới đẩy cái nguyên âm ra. Bây giờ em biết vì sao, thì là cái chữ sờ trước, rồi một lúc sau mới chữ a nó mới ra. Rồi mới phải gặp nhau biết dương sông chào, thì một tí nó mới ra là đó giờ cũng lơi lơi lại. Thì nó tạo ra một cái nét rất là riêng và rất là khác biệt của chị Thu Phương. Và không có ai lại được chị Phương khi mà thổn thức cái kiểu đó. Đó là rất là đàn bà, thì đáng lẽ là Linh Ly nghiên cứu thêm một chút cái đó thì sẽ rất là tốt. Bởi vì cái bài hát này nó rất dài, gần 5 phút lận, mà nếu mà từ đầu đến cuối mình không nghiên cứu được cái phần nó ra, đâm ra nó nghe nó cứ bị một màu ấy. Thế nên mình cũng hơi tiếc cho Linh Ly. Nhưng mà
phải khẳng định lại là bạn rất là đẹp. Đẹp như là nhân vật mà bạn đang hóa thân. Nên là tôi cũng thấy rằng là đấy là cũng một là điểm cộng cho bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Linh rất nhiều ạ. Xin mời giám khảo Hồng Ánh. Anh thì anh chỉ thấy là đây là một trong những cái bài rất là khó. Khó bởi vì nó là một ca khúc tự tình. Nó dài và đòi hỏi cái sự diễn xuất cũng rất là nhiều. Mà dường như là anh có cảm giác là bạn chọn cái tông bạn bắt nó thấp hơn, đúng không ạ? Cho nên là ở những cái quảng cao á, mình thấy rõ là Lily lên một cách nó rất là cố gắng và nó truyền cho người xem một cái cảm giác là bạn rất là cố gắng nhưng có phần là nó hơi bị với. Và đặc biệt là cái điểm mà mình yêu thích nhất ở chị Thu Phương là những cái chị Ngân á. Ví dụ như là bây giờ em biết vì sao, chị không nói chữ sao liền rồi xong rồi vì thế nó có chữ ê, nó ngân ra một chút. Và Hồng Ánh không phải là người rành về nhạc lắm đâu, nhưng mà mình cũng nhận thấy ở có một cái câu là đến vô cùng bạn luyến nó hơi lạc tông, lạc một tí xíu đó. Và cái tiết mục vừa rồi thì anh nhận xét thì anh thấy là cái phần vũ đạo, cả trang phục, cả ánh sáng, cả dàn múa rất là hài hòa. Nó tạo ra một cái màu sắc rất là lung linh và rất là bắt mắt, rất là đẹp. Còn về giọng hát thì mình hơi tiếc tí xíu. Mình nghĩ là giá như bạn chọn một cái ca khúc nào đó mà nó phù hợp với cái chất giọng của bạn hơn, mà chị Thu Phương đã từng thể hiện, chắc chắn là bạn sẽ còn thành công hơn nữa. Bởi vì về cái ngoại hình, cái nhan sắc thì chị Thu Phương 10, bạn là 9 rưỡi. Xin chúc mừng bạn. Ý Hồng Ánh nói là nếu như mình chọn một cái bài hát nào mà cái quãng giọng á, nó phù hợp. Nó phù hợp, tại vì ở cái tầm trung á. Chị Phương thì cái giọng chỉ mạnh, giọng chỉ nội lực, và chỉ hát ở những cái nốt cao, nghe nó nghẹn ngào, nghe nó thổn thức, nghe nó day dứt lắm. Còn nếu như mà cái giọng của Linh mà ở cái tầm trung, không có lên những cái nốt cao và sáng vang được như chị Phương, thì ước gì mà giống như là Linh chọn một cái bài hát nào đó mà cái tông nó vừa phải thì có lẽ là sẽ phù hợp cho Linh hơn. Nhưng mà với anh nha, anh thấy một trong những cái cách chị Phương chỉ hát mà mình nghe ra được cái sự thổn thức day dứt là cái cách lấy hơi của chị ấy. Ví dụ như các ca sĩ khác, họ lấy hơi thì lấy hơi rất là nhẹ nhàng, gần như khán giả không có nghe thấy cái tiếng lấy hơi của họ luôn. Còn với chị Phương thì nghe bây được cái tiếng nấc. Em biết làm sao. Thì nghe cái tiếng lấy hơi đó nó cộng vào, nghe cảm giác nó dây dứt lắm. Không, tức là chị kết luôn. Hợp là vừa lấy hơi nhưng mà người ta có cảm giác giống như chị đang diễn xuất. Đúng, còn một cái điều mà anh thích ở em đó là cái gì? Đó là cái phần em diễn xuất như cái cách của chị Thu Phương chỉ diễn trên sân khấu. Cái hình thể chị đẹp cho nên là cái tay của chị, đặc biệt là những cái lúc cao trào, chị dằn xé với cái ngoại hình đó, với cái biểu diễn hình thể đó. Cái đó thì không? Tự nhiên mình thấy nó quyến rũ vô cùng luôn. Và có một cái điều mà anh hơi tiếc, anh thấy đa phần các bạn có thể cái giọng của mình á nó chưa có đủ mạnh như giọng của những ca sĩ trong cái bản gốc mà mình xem. Nhưng mà cái lực mình bỏ ra để mình đưa vào trong từng câu từng chữ á, dường như nó vẫn còn hơi thiếu. Anh không biết là phải chăng hôm nay có chút nữa nhỉ? Dạ, anh không biết là phải chăng hôm nay là do cái vòng bán kết cho nên các bạn có hơi bị áp lực một tí như vậy hay không? Hả Linh? Em thì em chả thấy áp lực gì cả, em cứ hát thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là do sức khỏe gần đây nó không được tốt á, em không hát được tốt. Bây giờ Linh, Linh Ly hát lại mấy câu và đoạn cao trào nhất á, đoạn giơ tay đi hát lại thật giống chị Phương rồi xem nào, xem có được điểm cộng không? Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào. Đó, như này giống hơn này. Ngồi nghe chiều im gió lặng, giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trống sáng ngồi. Này giống thiên hơn này. Đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Đấy. Đó. Thấy chưa? Nghe ra chị Thu Phương hơn. Nghe này giống đấy. Hơn. Đây đây thoải mái hơn nên là diễn không chị, bị nhạc ép vào. Hay là do bởi vì có nhạc đó chị. À. Tức là mình không có nghe được những cái tí nó tinh tế một tí trong cái giọng hát của bạn ấy khi bạn ấy xử lý. Hy vọng là ở cuối chương trình Linh Ly sẽ nhận được điểm cộng đến từ ba vị giám khảo của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Linh Ly. Dạ, xin mời bạn về chỗ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản thế hệ mới. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng
gặp gỡ Viren qua phần hóa thân của Thái Sơn. Xin mời. Nói nghe nè. Sao vậy? Thái Sơn ngày hôm nay đang làm cái gì mà cảm giác rất là kiểu phi đời biết vậy? Quảnh tù tì. Quảnh tù tì ra cái gì, ra cái này hả? Đúng rồi. Và tuần này đó là ra Biren. Ồ, hẹn á. Nãy giờ tập những cái phong cách và những cái điệu bộ đúng của rồi, anh Biren đúng không? Biren, đúng. Nhưng mà nếu mà Thái Sơn hóa thân thành anh Biren thì có một cái lợi thế thấy rõ mồn một ngay trước mắt Duy Khánh luôn, đó chính là mắt một mí. Đó là ánh mắt đa tình đó nha. Nhưng mà còn về giọng hát thì như thế nào? Tại vì mình phải vừa hát giống anh Biren mà vừa phải học hát tiếng Hàn nữa, nên chắc chắn là sẽ rất là khó khăn đúng không? Thực Sơn đang tính chọn một bài mà nhảy nhiều hơn là hát. Bởi vì là Biren thì khi mà mình xem cái vũ đạo của Biren mới là cái mà thực sự là điểm nhấn trong cái phần trình diễn của Biren hơn là giọng hát. Đối với mình thôi, thực ra thì Bi có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà bản thân Sơn thì Sơn thích tiết mục nào nhất thì Sơn sẽ diễn tiết mục đó. Đó là ca khúc Rainism. Trời ơi, Khánh cực kỳ mê Biren luôn á. Nên ngày hôm nay thật sự là bản thân Duy Khánh rất là mong chờ vào cái tiết mục lần này của Thái Sơn. Bây giờ mình xem coi là bữa giờ Thái Sơn đã tập luyện như thế nào các bạn nhé. Hy vọng được thấy anh Biren trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen ngay bây giờ. Thái Sơn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vô. Yeah. Chúc Thái Sơn may mắn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Thái Sơn trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen khi hóa thân thành nam ca sĩ Biren.
Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Thái Sơn. Cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Annyeonghaseyo. 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 Dạ em chào anh Biren. Dạ cho em hỏi tí xíu về cảm xúc của anh khi ngày hôm nay anh đến với gương mặt thân quen ạ. I feel mệt. Mệt. Ok. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Ánh. Xin mời chị. Trời ơi, cưng xỉu luôn, xỉu ốc xỉu đau luôn. Trời ơi, xỉu ốc xỉu đau luôn. Trời ơi, cái lúc mà bạn tới gần, bạn mở cái mắt kiến ra, trời ơi, mình nói mắt cái mắt hí dễ thương quá đi. Mà đó là cái mà hơn á, hơn là qua nháy mắt cái tôi đó, quay qua nháy mắt dánh cái coi chắc anh xỉu thiệt luôn đó. Thật sự mà nói là anh rất là ngạc nhiên bởi vì cái phần vũ đạo của bạn quá tuyệt vời. Mình có cảm giác như bạn gắn một cái đôi giày patin trượt ở dưới chân á. Bạn lướt nó rất là nhẹ. Trời ơi, bạn tập cái này lâu không nhờ? À, thưa chị thì em nguyên một tuần vừa qua thì không một ngày nào em không tập tiết mục này. Và hầu như em tối hôm qua em vẫn tập đến 12 giờ đêm để mà hoàn thành tiết mục này. Khi mà bạn hoàn thành xong cái tiết mục của mình thì mình mới thấy bạn mệt. Còn khi mà bạn biểu diễn thì mình thấy là nếu mà double thêm một lượt nữa bạn vẫn thoải mái. Nó rất là nhẹ nhàng, nó lướt và không có một cái sự phân biệt giữa các bạn vũ công là diễn viên múa chuyên nghiệp với bạn đang là một cái người vào vai của Biren. Chỉ có tiếc ở đây một chút xíu thôi là cái chiều cao của bạn không có cao bằng anh ấy thôi. Giờ mà cái đó sao kéo dò cho kịp bây đúng giờ. Đúng rồi, nhưng mà nói chung là mình rất là yêu cái tiết mục này. Rất là thú vị. Cưng lắm đi, cưng lắm. Chúc mừng Thái Sơn và cảm ơn giám khảo Hồng Ánh rất nhiều ạ. Và ngay sau đây xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tiết mục của bạn thực sự là rất là tuyệt vời. Và nó không gây ngạc nhiên cho tôi. Bởi vì đấy chính là lý do bạn luôn luôn được đứng đầu ở bảng. Số 1 đầu bảng từ đầu giải đến giờ. Nhìn bạn nhảy mà xem, tức bạn ấy hóa thân vào ai thì đích thị là cái người đó. Và hôm nay cái con mắt hí hí này thì đúng là Biren, quá trời Biren. Nhưng mà cái đó thì đúng là không phải là Thái Sơn mà là các bạn ở trong đội make up phải dành cho các bạn ở đội make up một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng mà cái phần nhảy của bạn bạn Vietnamese Biren này thì phải nói là rất rất là cuốn hút. Và tôi thậm chí là quên mất là mình đang xem một tiết mục hóa thân của Biren, mà tôi đang nghĩ là một cái tiết mục nào đó mà của một nhân vật nó riêng biệt, nghệ sĩ riêng biệt và nó thực sự là rất là cuốn hút. Nên là tôi nghĩ là những cái gì mà bạn đang đạt được nó xứng đáng thôi, bởi vì đó là tài năng của bạn. Chúc mừng bạn. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Không biết anh Đại Nghĩa thấy bạn Thái Sơn như thế nào khi hóa thân thành anh Biren ạ? Anh là một fan của Biren ngay từ những năm 2004, khi cái bộ phim mà Ngôi Nhà Hạnh Phúc á, ra mắt khán giả là một cái cơn sốt chấn động toàn châu Á. Cho nên là ngày hôm nay anh rất là háo hức và chờ đợi để xem coi Thái Sơn thể hiện một cái nhân vật mà mình yêu thích trên sân khấu này như thế nào. Thì khi em còn lấp ló trong cái thang máy kia là thấy giống ha, là bởi vì do cái mái tóc ha, rồi do cái mắt kính nó cũng che gần hết 2/3 gương mặt của mình rồi, cho nên là nhìn có cái nét nó hao hao, cộng với cái bộ đồ này nữa, rồi khi ra ngoài trình diễn cũng vậy, ra đến nay vậy vẫn rất là cái thần thái của Biren. Rồi lâu lâu hé cặp mắt kiến xuống lòi cặp mắt hí ra, đá lông nheo, đá lông nheo, quay qua đây đá tôi cái tôi rụng nụ liền tại chỗ. Hơi tí 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 cái đoạn múa gậy trong cái bản gốc á, anh ấy múa nhiều hơn. Mà xử lý ánh sáng khi mà đèn tối xuống rồi cái đèn của cái gậy nó hiện lên, mình gần như mình chỉ thấy một cái gậy màu sắc nó bay trong bóng đêm thì nó sẽ đặc biệt, nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Tại sao bữa nay mình làm ít cái phần múa gậy vậy Sơn? Thực ra thì em tập trong vòng 10 lần thì có một lần em bị xước tay.
Bởi vì là khi mà em chụp lại không kịp ấy, nó bị bay thì đứt luôn cả cái gậy và tay em cũng bị cứa luôn. Nên em nghĩ là chắc là mình an toàn hơn một chút, ít ra là nó không bị văng gậy vào anh chị. Tại vì trong cái tiết mục em kéo qua thế này là hầu như là nó văng đứt luôn. Tại vì trong cái tiết mục này á, thì theo anh đánh giá là cái phần múa gậy là cái phần ấn tượng nhất. Bởi vì trước đó cái vũ đạo của B-Ren nhảy á, thì rất là nhiều rồi, mình đã từng xem anh ấy nhảy rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở cái bài này nó có thêm cái không, chiêu với cây gậy nó mới lạ. Nói đi cũng phải nói lại, để thấy được chỉ có một cây gậy đèn bay trong không trung rồi còn ánh sáng rồi các thứ nữa. Cái đó chương trình mình làm được mà. Không phải, nhưng mà Nghĩa ngồi ở đây thì đều dán mắt ôm người ta luôn luôn. Bây giờ đúng có rồi, đèn xuống thì cũng sẽ thấy. Ở bên kia mình đâu có ngồi trên sân khấu coi đúng em có 3 mét rưỡi này. Mình cũng xem qua video clip thôi. Đúng rồi. Còn đây là ngồi thì đều muốn ôm người ta luôn rồi. Giờ người ta có làm cái gì đi nữa cũng sẽ thấy có cái sự chuẩn bị trong đó. Ngoài ra ý tôi mới nói là muốn cái phần gậy nó nhiều hơn thì bây giờ Sơn mới nói là do một cái sự cố Sơn bị đứt tay. Tại vì là nghĩa là hâm mộ B-Rain nên là muốn là nó phải tốt hơn nữa hơn nữa. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa xin chúc mừng Thái Sơn. Xin mời bạn về chỗ. Cảm ơn bạn. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao cũng như là thưởng thức một tiết mục vô cùng giải trí. Thank you.
Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất trong đêm thi ngày hôm nay, đó chính là Phạm Lịch. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Các bạn hãy cùng theo chân Duy Khánh vào bên trong phòng chờ để xem coi là Phạm Lịch đã tập luyện như thế nào trong một tuần qua các bạn nhé. Xin mời. Wow, ngày hôm nay nhìn Phạm Lịch giống như là một viên kẹo ngọt vậy đó. Ngọt ngào. Tuần này là Lịch sẽ hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền đúng không? Chính xác. Rồi, đây là một nhân vật rất là khó đó nha. Đúng rồi. Và Lịch đã phải tập luyện như thế nào khi mà bấm chọn chúng nhân vật nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền? Lúc đầu mới bấm vào thì có nghĩa là trong cái rủi lại có cái may nha. Giống như cô Thanh Thanh Hiền có hay hát chèo, hát văn ấy. Sau đó mình mới tìm hiểu ra, trời ơi, quê gốc của tôi Thái Bình, gốc hát văn, hát chèo. Nhưng mà trước đó đã từng thử hát văn, hát chèo chưa? Chưa bao giờ, nhưng mà bỗng dưng trong mình cái này nảy số liền, nó bảo hay mình chưa bao giờ học tập, nhưng mình là người con Thái Bình, là nhiều khi trong mình nó có cái máu. Wow. Biết đâu sẽ tập được. Và mình cũng cảm thấy là khi tập ấy được 1-2-3 buổi, tự dưng cũng mình cảm được một cái gì đó trong cái mình ngộ đó. Ra đúng rồi, và lại cảm thấy là tập khá là suôn sẻ bài này. Trời ơi, sao cảm giác Phạm Lịch tuần này tự tin quá vậy ta. Bây giờ mình xem coi là bữa giờ Phạm Lịch tập luyện như thế nào các bạn nhé. Bây giờ còn nói gì nữa, cảm giác tự tin quá rồi, không cần phải hỏi gì hơn nữa. Bước thẳng lên sân khấu và thể hiện luôn. Người dân Thái Bình sẽ theo dõi và ủng hộ cho Phạm Lịch. Mọi người hãy tự hào về Lịch nha. Lần đầu tiên hát văn, mình sẽ làm cho mọi người không cảm thấy thất vọng. Vâng. Bước thẳng lên sân khấu nào. Và cái bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại kẹo ngọt Phạm Lịch khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Tây Hồ, thuyền ai nhẽ lướt xa xa mờ.
sáng ngời đất nước rồng thiêng. Vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lệch. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Em thấy cái người đang ngồi châu mày đó, cắn cái tay mặt cắn nè, chân đó. Thấy cái mặt không là khó nè. Khó không phải khó chịu mà khó xử đó. Khó lắm thật biết sự. Biết sao bây giờ luôn. Không biết làm sao hết đó. Em thấy nãy giờ ai mặt cũng căng thẳng đó, bây giờ em không dám mời ai trước nè. Hay chị Ánh chị cười rồi, hay chị nói luôn nha chị Ánh ơi. Thật sự cười mà hơi trong lòng là nát bấy rồi. Quả thật là cái đêm hôm nay là bán kết rối, rất là xứng đáng, bởi vì tất cả các bạn đều mang đến những cái tiết mục mà gây cái sự khó khăn cho ban giám khảo. Anh cũng là một trong những người rất là yêu mến cái tài năng cũng như là cái vẻ đẹp của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, bởi vì Me Too. Và cô có cái diễn ở trên sân khấu khi mà hát những cái ca khúc về dân ca, nó lúng liếng mà nó rất là đa tình, bởi vì khi mà cô cười, miệng cười, mắt cười và rất là đông đưa mà nó lại không xuồng xả, thì cái tích tắc đó, cái thần thái đó Hồng Ánh nhìn thấy được ở Phạm Lệch trong cái tiết mục vừa rồi. Còn về cái khả năng hát chầu văn, vũ đạo của bạn thì thôi mình không nói rồi. Bạn đưa ra những cái động tác như thế nào nó cũng đều rất là, nó có cái hồn trong từng cái ngón tay, trong từng cái nhìn, nó rất là hay. Chính vì vậy cho nên là khó quá. Hay quá à, giờ làm sao ta? Có nghĩa thở dài luôn. Thiệt á, lúc mà mới bắt đầu Phạm Lệch bước ra và hát cái mình thôi chết rồi, trời ơi sao hay quá ta. Sao trời ơi sao bữa nay nhiều người hay quá vậy trời. Rồi lắc hồi tôi biết nói sao, tôi biết chấm điểm sao đây. Tại vì hát chầu văn đâu có đơn giản. Mình nghe cái giai điệu như vậy mình tưởng là dễ chứ không có cái cách hát. Rồi chưa kể phải bắt chước một cái giọng hát của một nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Cái giọng của chị Hiền á, chị sắc lắm, lanh lảnh mà nó rất là ngọt nha. Và quan trọng là cái diễn xuất của chị ấy. Trời ơi, anh thấy rõ ràng rằng Lịch bình thường không phải vậy. Lịch bình thường rất là kiệm nói, kiệm cười kia, cái gì cũng kiệm hết trơn trọi, chắc có lẽ ngoài đời cũng tiết kiệm. Đen lúng liếng mắt cũng nhưng mà tự nhiên lên đến nơi làm chị Thanh Thanh Hiền một cái nha, là cái mặt rạng rỡ hơn hớn. Chị Hiền đi coi cái gương mặt chỉ là sân khấu rồi, lúc nào cũng hơn hớn vậy nè, có cảm giác là ôi xung quanh ta đều là mùa xuân, sắp được lãnh tiền lương rồi, ôi vui quá, lãnh hết ngân hàng rồi vui quá, cái kiểu vậy đó. Cái kiểu cái gương mặt chị Hiền lúc nào cũng hơn hớn vui. Và trong cánh mắt cũng vậy, cánh mắt kiểu như ánh mắt lá râm á. Đúng rồi, cánh mắt lá râm, ánh mắt trời ơi. Thì tự nhiên anh nhìn ra Lịch có cánh mắt đó mới ghê chứ. Và em hát cái bài này cũng hay nữa, cũng nhuần nhuyễn. Những cái đoạn mà cao, những cái nốt cao của em nó cũng sắc. Nó sắc mà nó trong trẻo á. Có cảm giác như cái tiếng gọi là hồi xưa người ta hay dùng cái từ như tiếng ngọc khua đó. Cảm giác như tiếng vòng ngọc mà nó khua với nhau, nó lanh canh, nó trong như vậy đó mà nó sắc, nó bén, nó hay, thiệt là hay. Với cái đoạn hát của em, đặc biệt là những cái nốt cao lại càng giống chị Thanh Thanh Hiền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị. Đó, hôm nay đến cái tiết mục mà Phạm Lệch hóa thân vào chị Thanh Thanh Hiền
thì tôi lại phải dùng cái thán từ này đến lần thứ 3 trong buổi tối hôm nay. Đó là tiết mục này rất là xuất sắc. Chị muốn dành lời khen cho Phạm Lịch. Tại vì hát cái thể loại này nó không hề đơn giản, khó lắm. Nên là hôm nay tốt cho các em nhưng khó cho các anh các chị ở đây. Chị hôm nay bây giờ mình cố tình mình bươi cái gì ra để mình chê không chị? Chê hả? Dạ, nếu mà bươi mình sẵn mình bươi lại từ đầu luôn đi. Chứ cho nó công bằng chị, chứ bây giờ thấy là mệt quá chị ơi. Hay mà hay đều như dễ vậy rồi vậy làm sao? Thôi thôi. Chúc mừng Phạm Lịch. Chỉ còn biết nói là chúc mừng Phạm Lịch một lần nữa thôi. Cảm ơn Phạm Lịch rất nhiều, xin mời bạn về chỗ nha. Chuẩn bị đến giây phút hồi hộp rồi. Bây giờ Khánh chỉ mong là các bạn thí sinh của chúng ta cứ ngồi đó bình tĩnh mà rung ha. Phần còn lại cứ để ba vị ban giám khảo lo. Và trước khi đến với phần cho điểm đến từ ba vị ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Duy Khánh sẽ quay trở lại ngay. Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây là giây phút cực kỳ hồi hộp và gay cấn. Các bạn khán giả thì đang rất là nôn nóng. Các bạn thí sinh thì đang rất là bồi hồi. Và ba vị ban giám khảo của chúng ta thì rất là khó xử. MC cũng khó xử không kém. Không biết phải mời ai đầu tiên. Thôi để chị đi trước đi. Vâng ạ. Và ngay sau đây xin mời giám khảo Mỹ Linh sẽ là người cho điểm đầu tiên. Mỹ Linh đã chia cách chấm điểm ra thành hai top. Top sau là hai người đứng sau và top đầu là 1, 2, 3. Thì bây giờ sẽ nói về top sau trước, giữa Phạm Việt Thắng và Linh Ly. Thì hai bạn hôm nay hóa thân thành hai nhân vật là đều chưa thực sự thành công lắm. Tuy nhiên có một điểm của một người này nhiều tôi cho cao điểm hơn người còn lại, là vì cái vóc dáng bên ngoài bạn làm giống hơn. Nên là Phạm Việt Thắng nhận của Mỹ Linh điểm 8 và Linh Ly nhận của Mỹ Linh điểm 9. Còn cái top 3 ấy, thì cũng trên một cái tinh thần như thế. Bởi vì ba bài này đều xuất sắc cả. Thế thì tôi sẽ dựa ở trên là cái nào khó hơn, cái nào phức tạp hơn. Thì cái tiết mục của bạn Phạm Lịch ấy, cái phần trình diễn ấy về tổng thể là rất là xuất sắc, rất là ra cái tinh thần. Tuy nhiên nếu mà soi thật kỹ thì Lịch hát vẫn ra tiếng Nam, chưa thực sự là hoàn toàn tiếng Bắc giống chị Thanh Thanh Hiền. Cái người thứ hai là về Thái Sơn. Thái Sơn nhảy rất là tốt và thần thái đóng B-Rain phải nói là rất là thu hút. Tuy nhiên là cái phần hát của Thái Sơn á thì không nhiều. Thế nên là so về độ khó thì chưa phải là khó nhất trong ba tiết mục. Thế nên tôi đã dành điểm cao nhất cho Cara Phương, 11 điểm cho Phạm Lịch và 10 điểm cho B-Rain Thái Sơn. Chúc mừng Cara. Mong là các bạn thấy rằng là cái phần cho điểm của chị Mỹ Linh nó chính đáng và nó có lý luận đàng hoàng, chứ không phải là cảm tính. Vâng ạ, xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều. Xin chúc mừng Cara, bạn vừa nhận được số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo Mỹ Linh. Và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Anh cũng có cái suy nghĩ giống như chị Mỹ Linh. Tức là mình sẽ phải cân nhắc giữa những tiết mục mà xuất sắc như vậy thì tiết mục nào nó xuất sắc nhiều hơn. Chỉ cần một điểm nó nhỉnh hơn một tí thôi, mình cũng có thể lấy nó làm cơ sở để mình cho cái điểm số nó cao hơn. Vì vậy điểm số của anh như sau: 8 điểm anh xin được dành cho Linh Ly, 9 điểm anh dành cho Phạm Việt Thắng, 10 điểm anh dành cho Thái Sơn, 11 điểm Phạm Lịch và 12 điểm Cara Phương. Xin chúc mừng Cara Phương một lần nữa. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm đến từ giám khảo Hồng Ánh. Không lẽ bây giờ mình nói là thôi Nghĩa nói rồi, giờ cứ bê y xì như thế mà qua cho Ánh à? Cái bảng điểm của Hồng Ánh cũng giống như của Đại Nghĩa. 8 điểm là dành cho Linh Ly, 9 điểm dành cho Phạm Việt Thắng, 10 điểm dành cho Thái Sơn, 11 là của Phạm Lịch và 12 của Cara Phương. Xin chúc mừng Cara Phương. Bạn nhận được cả 3 số điểm tuyệt đối đến từ 3 vị ban giám khảo. Xin chúc mừng bạn. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để xem tổng điểm của các thí sinh trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời. Linh Ly 25 điểm, Phạm Việt Thắng 26,
Thái Sơn 30, Phạm Lịch 33 và dẫn đầu là Cá Rá Phương 36 điểm. Vậy là chúng ta đã có được người nhất tuần trong đi thi ngày hôm nay. Xin mời Cá Rá Phương. Xin chúc mừng Cá Rá Phương. Phải chăng đây là lần thứ tư từ đầu chương trình tới bây giờ Cá Rá Phương cầm cái bảng nhất tuần này đúng không? Dạ vâng ạ. Phương chia sẻ tí xíu về cảm xúc của mình khi mà lại một lần nữa mình nhận được giải nhất tuần trong chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Thôi nín đi mà, được không? Thật sự thì em cũng không biết là tại sao, chắc có vẻ là tại vì đến một ban kết này em cảm giác là cái hành trình của em và tất cả các thí sinh ở đây sắp kết thúc, cái em hơi nhạy cảm hơn bình thường một xíu. Và em cũng không biết nói gì hơn, thì xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ekip, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và luôn ủng hộ cho em. Em không biết nói gì hơn cả, em cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự em rất biết ơn mọi người ạ. Và mọi người cũng cảm ơn em, chương trình cũng cảm ơn em, cũng như cảm ơn tất cả các bạn thí sinh đã cố gắng, đã cống hiến hết sức mình để mang đến cho khán giả những tiết mục thật là hay. Cảm ơn Phương và cảm ơn tất cả các bạn nhé. Tức là năm nay thì cũng có một cái biến cố của cái chương trình, đó là thí sinh Long Chun ấy, vì một cái lý do sức khỏe nên là không tiếp tục tham gia được. Thế nên là Cá Rá Phương là cũng rất là thiệt đó, và nhiều thí sinh khác cũng thiệt nữa, là vì là tất cả phải xóa bài làm lại từ đầu. Điểm số đó. Điểm số là sau khi Long Chun rời khỏi cuộc thi thì lúc đấy lại tính lại từ đầu. Thế nên là mặc dù là Cá Rá Phương đã nhất tuần 4 lần nhưng điểm số cũng chưa bao giờ được lên đứng đầu cả. Sau nếu mà cộng cả các tuần thì nó cũng chắc là cũng sẽ làm cho Cá Rá Phương cảm thấy hơi buồn một chút xíu, đúng không? Là không biết là liệu hôm nay mình có bị chia tay hay không. Nhưng mà cho dù là hôm nay em có ở lại hay em có ra về thì tụi chị xin xác nhận với tất cả khán giả là em thực sự là một tài năng, và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở trên sân khấu như là một đồng nghiệp chứ không chỉ là ở trong Gương Mặt Thân Quen. Cảm ơn bà Hoàng Giám Khảo rất là nhiều, và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Cá Rá Phương được không ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình một lần nữa để xem tổng số điểm của các thí sinh trong những đêm thi vừa qua. Xin mời Linh Liên 190 điểm, Phạm Việt Thắng 202, Cá Rá Phương 206, Phạm Lịch 215 và dẫn đầu vẫn là Thái Sơn 218 điểm. Xin chúc mừng Thái Sơn. Vâng, và như các bạn cũng thấy thì chúng ta đã có được top 3 bước thẳng vào đêm chung kết, đó chính là Thái Sơn, Phạm Lịch và Cá Rá Phương. Và hai thí sinh Linh Ly và Phạm Việt Thắng đành phải nói lời chia tay với tất cả chúng ta, những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, bởi vì chúng ta vẫn còn một phần nữa, đó chính là dựa vào số lượt bình chọn của các bạn khán giả trên fanpage của Gương Mặt Thân Quen để xem coi là thí sinh nào sẽ là người được quay trở lại vào đêm chung kết, nhận tấm vé hồi sinh và tranh giải quán quân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau vào thứ Bảy tuần sau các bạn nhé. Vâng, và như thông lệ thì chương trình Gương Mặt Thân Quen của chúng ta ở mỗi đêm chung kết thì sẽ không có phần bấm chọn. Nên vì vậy là các bạn thí sinh của chúng ta hãy lựa chọn nhân vật cho mình theo ý thích, nhưng phải lựa chọn như thế nào, một cái nhân vật mà mình cảm thấy tự tin nhất, thể hiện tốt nhất, và hãy trình diễn hết mình vào đêm chung kết các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây, người nhất tuần trong đêm thi ngày hôm nay đó chính là Cá Rá Phương. Bạn sẽ một lần nữa trình diễn lại tiết mục của mình. Xin mời. Lung linh trong đêm như vì sao trời.
trời là ánh mắt đó như đang gọi mời. Từng phút trong bối rối không nên lời khi người bước tới bên em sẽ tìm mới. Là ai ai mang theo bao nhiêu nồng say đến bên em trong vòng tay, trao cho em bao nhiêu ngất ngây để con tim em giờ đây yêu anh quên hết tháng ngày, tâm trí em như phút bay. You make me happy, L-O-V-E, that's what you make me crazy, L-O-V-E, I love you! Love. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn vào đêm chung kết vào thứ bảy tuần sau trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Chị quá kinh đấy chị ạ. Trời ơi, giỏi quá. Và chia sẻ với chị Hà luôn là trong Gương Mặt Thân Quen có một tập là bạn Linh Ly hóa thân thành chị Hồ Ngọc Hà. Coi rồi. Coi rồi, sướng chưa? Chị thấy làm sao? Chị thấy rất là duyên và tiết mục đấy cũng rất đầu tư luôn. Hôm nay tiếc là không có cái bạn mà bảo là chị bị trầm cảm sau sinh. Và chị gầy lại chị hết trầm cảm rồi nè em.